lập 185 và trailer 186, Hyra rời bỏ biệt thự mà không chào tạm biệt Ohun, Ohun được Asi nói là Hyra đã nhớ lại, tại sao Asi tự tiết lộ? Liệu Asi sẽ nói gì về Hyra? Xem cùng mình nha mọi người. Kenan nhờ chị của mình cho Nusa ở nhờ nhưng không để Nusa biết. Đừng lo lắng nha em trai, cô ấy đã đến chỗ chị rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Chị đã giấu cô ấy, em nghĩ sớm muộn cô ấy cũng biết em nghĩ cô ta sẽ không còn nghĩ là thật tệ khi nhận sự giúp đỡ của người khác thôi ổn rồi không có gì lo lắng cả em có lo lắng đâu chúc chị ngủ ngon em phiền chị quá rồi không đâu em mừng em đến đây chị có một phòng rất đẹp em sẽ là bạn đồng hành nha em là người mới đến đây em không quen biết ai giờ em cũng là một người của nơi này đừng ngại nhé em cảm ơn chị rất nhiều em sẽ tìm chỗ mới và chuyển đi thật nhanh ạ à. em không cần phải vội đâu ở đây mọi thứ đầy đủ em cứ dùng chào anh xin chào anh đang thắc mắc em có ổn không cảm ơn bạn đã quan tâm tôi ổn em đã kiếm được chỗ mới chưa đừng lo em đang kiếm gọi cho em có gì không thực ra có một vụ lớn và anh đang tiếp nhận nó em đã có nghe rồi chúc anh may mắn và thành công lời đề nghị của anh vẫn còn hiệu lực rất vui nếu bạn đồng ý đừng trả lời mà không suy nghĩ hãy suy nghĩ kỹ nhé thưa cô lần này anh sẽ uống cà phê thổ nhĩ kỳ Chúng ta không thể làm bằng máy, không vấn đề gì, miễn là uống cùng nhau. Chúng ta đã từng có một buổi tối tương tự hôm nay. Chuyện xảy ra là đêm đó anh uống cà phê. Anh đã làm mọi thứ khi em nhớ. Một trong những cuộc trò chuyện hay nhất của chúng ta, chúng ta nói chuyện chủ yếu về cà phê. Anh đã kể cho em về chiếc bát hòa bình, thậm chí nó rất đẹp. Khi ra lại quên mất mình đang giả mất trí. Cô nhanh trí nói tiếp, "Ý em là buổi tối rất đẹp, em muốn chúng ta tiếp tục trò chuyện và uống cà phê." "Anh đã giúp em, em bị phân tâm một chút." "Thành công đó em. Cà phê tại nơi này rất ngon, nếu em mời anh lần nữa, anh sẽ đến." Nó mau tắt thế, còn một nửa chưa cháy hết, thời gian chúng ta đi bên nhau cũng chưa đủ, sẽ không thể nhìn thấy hết những điều còn ẩn khuất trong bóng tối. Chúng ta đang sống, chúng ta sẽ thay đổi những gì chúng ta muốn, nhìn vào bóng tối bây giờ đó là những điều chúng ta không muốn nó cũng xảy ra nhưng trong nó ta sẽ nghe thấy tiếng gió tiếng lá đang đến chúng ta không nhìn thấy nhưng chúng ta biết nó ở đó nếu chúng ta bước ra ngoài thì chúng ta sẽ thấy tất cả bàn tay xinh đẹp của em đã từng mang hơi ấm cho anh ngay cả khi một người trong bóng tối họ sẽ cảm nhận và biết đường để đi qua các chướng ngại vật đen tối nhưng bóng tối sẽ không kéo dài mãi được rất nhiều người nhìn thấy ngay cả khi họ trong bóng tối nó bắt đầu như những gì anh nói em đã cảm nhận điều đó sợ hãi từ tận xương tủy, cảm giác kiểu như anh cần xuất hiện trước mặt em ngay. Nó đã xảy ra như vậy. Ví dụ yêu thích cái gì đó thì em sẽ nhớ nếu không thấy nó, cũng giống như không thể sống nếu không thở, không thể đợi không khí tự đến phổi được. Em đi ngủ nha. Nếu em không ngủ được hãy vào phòng anh mà ngủ. Bây giờ tốt rồi à? Em cảm ơn anh rất nhiều. Anh rất thích buổi cà phê và trò chuyện. Cảm ơn anh vì mọi thứ tất cả những điều đẹp đẽ và niềm tin mà em nhận được, không, em không thể ở lại, nếu không em sẽ khiến anh trải qua nỗi đau đó một lần nữa, xin hãy tha thứ cho em, ngày hôm nay chúng ta phải ly hôn. Chúng ta đi thôi. Chào con trai. Con đi đâu đó? Hôm nay là ngày chúng con đến tòa ly hôn. Thật nhanh đó. Em quên túi, để em đi lấy đã. Ừ anh đi nói Miu Sa lấy xe. Hi ra, bạn thế nào rồi? Tôi đang cố gắng. Tôi nghĩ bạn đã hy sinh rất nhiều, tôi không thể giúp gì tôi đã cố tự đặt mình là bạn nhưng cũng không thể cảm nhận được hết điều đó bạn thật tuyệt vời và mạnh mẽ để hy sinh không tôi tình nguyện và tôi nghĩ là đúng tôi biết nỗi đau đến lần nữa chỉ nên một mình tôi chịu thôi từ o hung sẽ không trải qua thêm cảm giác đau lần nữa điều đó thật khó khăn đối với bạn nhưng nó là đúng đắn bạn sẽ làm được tin tôi đi tôi luôn ở bên cạnh bạn từ giờ sẽ là người bạn tâm tình của bạn nhé sau khi bạn đi nếu cần bất cứ điều gì về vật chất lẫn tinh thần thì hãy gọi tôi nhé. Ui trời tôi không thể tin được luôn á, tốt quá tôi nổi da gà luôn. Hôm nay em phải đi ly hôn hả em gái, nghe anh nói nè, cùng nhau nói ra sự thật đi, em không thể phá hủy như vậy được. Cười thật nhiều khi bên anh ấy mà. Thôi mà em gái, đừng đi nhé. Khi ra tâm trạng suy nghĩ, mọi thứ kết thúc từ hôm nay, tôi phải làm điều này và phải rời đi, nếu biết bí mật tôi nhớ nhưng rồi tôi cũng chết anh sẽ sụp đổ vì tôi. Rồi Ali sẽ phải trải qua thêm nỗi đau mới. Tôi sẽ cố gắng bảo vệ anh khỏi nỗi đau này nhiều nhất có thể. Tôi sẽ ký vào tờ giấy đó, nhưng có những thứ sẽ không thay đổi. Em vẫn là vợ anh nhưng là một người khác. Cuộc sống chúng ta không thể cùng nhau nữa. Ước gì em không trải qua kết thúc thế này. Ôi trời ơi, xin cho con một phép màu. Cho hai chúng con một phép màu. O Hung cũng ngồi ngẫm nghĩ, tôi phải làm vậy sao? Không có phép màu nào sao, anh sẵn sàng bắt đầu cuộc sống mới cùng em. Tôi ở đây để giúp em nhớ lại mọi thứ. Hira Demirang, Ohum Demirang Thẩm phán đang đợi kìa. Chào buổi sáng người anh em, tôi tò mò liệu lời chào đó có xứng đáng với tôi, tôi chỉ đùa thôi. Đừng vôi tháo móng vuốt đó ra, tôi nghĩ là hơi quá rồi đó, thời tiết rất đẹp, chúng ta đi dạo nhé, tôi không có tâm trạng nhưng có lẽ tốt thôi. Tối qua tôi đã ở nhà chị của bạn. Cô ấy nói mà không cho tôi nói gì cô ấy nắm tay bạn và lôi bạn về nhà thế những nơi nhỏ bé ở đây có đẹp không tôi có nói gì đâu tôi vẫn ở đây chỉ là tôi chưa kiếm được văn phòng khác để thuê thực ra có một nơi tôi biết công ty luật đối diện văn phòng cũ của bạn đó đến giờ lời mời vẫn còn hiệu lực nếu muốn bạn hãy đến và làm việc của bạn ở đó tôi đã nói rồi tôi tự lo được tôi sẽ tìm cách làm cho cuộc sống của bạn trở nên khó khăn hơn bạn hãy làm bất cứ điều gì bạn có thể đi bạn đúng là thật cứng đầu, bạn lại nói tôi như vậy, ừ, giờ bạn lại tò mò liệu câu đó có xứng đáng đúng với bạn không hả? Sao bạn không tự hỏi liệu tôi sẽ làm vậy không, sao cứ ép tôi quài vậy, tôi không có ý đó. Bạn không có ý đó mà nói chuyện hay ghê. Bạn không bình thường hả kê nan? bạn là người đưa ra đề nghị ly hôn, lý do tại sao thế? Thưa thẩm phán, một năm trước chúng tôi gặp tai nạn giao thông, đây là thủ tục thuộc quy trình chúng tôi thực hiện để cô ấy phục hồi trí nhớ. Bạn không muốn, vâng. Tôi đồng ý vì muốn cô ấy thoải mái hơn cho việc điều trị, điều chồng cô vừa nói có đúng không? Dạ đúng, bạn đã sống nhưng chồng bạn không chu cấp cho bạn thì đó là lý do chính đáng. Nhưng anh ấy đã làm tất cả vì lợi ích của bạn, không phải cho bản thân anh ấy, rõ ràng anh ấy rất tôn trọng và yêu bạn. Nếu bạn muốn suy nghĩ lại, tôi sẽ sắp xếp cho bạn một ngày khác để ra tòa. Tôi có thể trì hoãn lại việc này, cô có muốn suy nghĩ lại không? tôi quyết định ly hôn, Hy Ra và O hôn đã được đưa ra quyết định cuối cùng là ly hôn. Treo lơ 186, từ giờ chúng ta không còn thời gian để lãng phí nữa. Mỗi phút của em là của anh, nó rất có giá trị, họ đã ly hôn. Con sẽ rời đi. Khi nào, khi nào chúng con đi thì sẽ nói, khi nào con trở lại, con chưa biết, không phải muốn là được, cùng đón xem có phải O hôn muốn dắt Hy Ra đi khám bệnh hay đi du lịch, chúng ta đã hợp tác. Hy ra đã nhớ mọi thứ nhưng cô ấy đã giấu anh, Cô ấy tự nguyện đi, O Hung biết khi ra nhớ lại nhưng giấu anh và đã bỏ đi. O Hung sẽ dứt bỏ hay sẽ đi tìm hiểu? Liệu A đã nói gì với O Hung về lý do Hira Ra nhất quyết bỏ đi, cùng đón xem tập tiếp theo nhé mọi người.